Cổ chân nhân chương 2415, phương chính thăng tiên. Phương chính độ kiếp đã khiến thiên ý phải chú ý. Tai kiếp bắt đầu hình thành. Rất nhiều tinh lực từ trong khí thiên địa chuyển hóa ra. Mây đen trên bầu trời rất nhanh được nhuộm thành một màu đỏ, quy mô rất lớn, phạm vi vạn dặm cũng có thể thấy được. Tai kiếp huyết đạo, sự vui mừng lóe lên trong mắt phiền Tây Lưu rồi biến mất. Xuất hiện tai kiếp huyết đạo là ý đồ của thiên ý trên người phương chính cũng bắt đầu tràn khí tức ra ngoài đây là nhân khí của y mỗi người đều có nhân khí của riêng mình nhân khí nhiều ít quyết định bởi nội tình tài năng và thiên phú của cổ sư phiền tây lưu cẩn thận quan sát phương chính rất nhanh trên mặt hắn ta xuất hiện vẻ kinh ngạc nhân khí của phương chính rất nồng đậm cho thấy cuộc sống và nội tình phong phú của y thiên khí hạ xuống địa khí dâng lên hợp thành giữa không trung dây dưa với nhân khí sắc mặt phương chính trở nên ngưng trọng thử khống chế ba khí để bọn chúng từ từ dung hội ba khí vừa mới tiếp xúc chính là thời điểm làm quen và khống chế tốt nhất phương chính đã sớm được phiền tây lưu chỉ điểm vô cùng quen thuộc với phương diện này nhưng lúc này tai kiếp đã ủ thành công rất nhiều mưa phùng bay lả tả xuống nước mưa là máu mùi máu tanh nồng mưa máu tung xuống trong không khí nhanh chóng tràn ngập từng đợt sương trắng Sương trắng rất nhanh bị mưa máu nhuộm dần hóa thành huyết vụ tràn ngập toàn bộ dãy núi phương chính bắt đầu đổ kiếp y chống lên phòng hộ thôi động cổ trùng triệt tiêu mưa máu chung quanh lúc này y sử dụng bất cứ một loại cổ trùng nào cũng sẽ gặp phản vệ rất nhanh cổ trùng trong tay y cũng vì phản vệ mà hủy diệt đây là hiện tượng cổ sư đổ kiếp thành công thường sau đó cổ trùng sẽ bị hủy diệt không còn một con nhưng phương chính được thiên đình trợ giúp chuẩn bị khá đầy đủ, ít nhất cổ trùng trong tay không thiếu. Y bình tĩnh phòng ngự, từ đầu đến cuối vẫn rất trầm ổn, không hề bối rối. Trong cuộc chiến phúc địa lan gia, Y trải qua tình huống còn nguy hiểm hơn lúc này, tâm cảnh đã sớm được luyện tập đầy đủ. Phiền Tây Lưu còn khẩn trương hơn Phương Chính nhiều. Hắn ta nhìn chầm chầm Phương Chính, mắt chớp cũng không thèm chớp. Đối với cổ sư ngũ chuyển mà nói, độ kiếp thăng tiên rất khó khăn bởi vì bọn họ đối mặt không chỉ tai kiếp mà còn phải phân tâm khống chế ba khí duy trì sự cân bằng của cả ba tai kiếp mưa máu này ta có thể thay ngươi che chắn nhưng cân bằng ba khí phải dựa vào bản thân ngươi trước khi đổ kiếp ta đã huấn luyện cho ngươi rất nhiều lần trong thời khắc quan trọng này ngươi không được phạm sai lầm phiền tây lưu nói đồng thời bắt đầu ra tay trực tiếp quấy nhiễu mây máu ảnh hưởng quy mô mưa máu thật lớn Mặc dù quy mô tai kiếp mưa máu rất lớn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nóng không lạnh, dường như thiên ý cố ý hành động. Phương chính độ kiếp, mặc kệ trong ngoài đều rất yên tĩnh, vô kinh vô hiểm. Ba khí dung hợp vô cùng thuận lợi. Từng hình ảnh trong quá khứ như thiểm điện xẹt qua đầu y, đồng thời thể chất của y cũng được tẩy luyện. Sau đó, thiên địa giao cảm, phương chính tiến vào thời kỳ hoàng kim nhất của độ kiếp thăng tiên. Trong khoảng thời gian này, y có thể bắt chước tự nhiên, tiến hành giao lưu với thiên địa sự giao lưu này đối với bất kỳ cổ sư nào mà nói đều có chỗ tốt cực lớn phương chính chợt phát hiện thì ra huyết đạo rất thích hợp với y thời gian trôi qua ba khí dần dần áp súc hình thành không khí hỗn nguyên phương chính bỗng nhiên mở hai mắt ra hít sâu một hơi một con cổ trùng huyết đạo ngủ chuyển bỗng nhiên xuất hiện trong khối không khí hỗn nguyên hoành một tiếng nổ kinh thiên động địa khối không khí nổ tung nổ ra một tiên khiếu chỉ trong nháy mắt đầu óc phương chính trở nên trống rỗng rơi vào thời khắc yếu ớt nhất một lát sau y lấy lại tinh thần bắt đầu đưa tiên cổ hạch tâm vào trong tiên khiếu tiên cổ đầu tiên đương nhiên là tiên cổ huyết cừu tiếp theo là rất nhiều phàm cổ huyết đạo bên trong phúc địa tiên khiếu ba khí dần dần được điều chỉnh âm dương điều hòa thiên địa dần dần ổn định lại y đã có được phúc địa thượng đẳng đồng thời vẫn còn sót lại khí thiên địa trong lòng phương chính cảm thấy vui mừng có khí thiên địa phàm cổ huyết đạo bản mệnh của y sẽ tăng lên tiên cổ mặc dù hành động này hơi nguy hiểm đồng thời quá trình bên trong sẽ kèm theo tai kiếp nhưng phương chính vẫn có đủ dũng khí để lựa chọn nó phương chính mau cho ta vào để ta bảo vệ ngươi độ kiếp lúc này viền tây lưu lại truyền âm lần nữa sao phương chính nhướng mày sắc mặt không vui tiên khiếu là nơi bí mật của cổ tiên phiền tây lưu muốn vào nhất thời khiến cho phương chính cảm nhận được một sự mạo phạm nhưng phương chính chợt giãn lông mày mở cánh cửa tiên khiếu giọng nói bình thản cũng được phiền tây lưu tiên hữu mời tiến vào phiền tây lưu cảm thấy hơi kinh ngạc sau khi phương chính thăng tiên còn chưa hoàn chỉnh đã lập tức thay đổi xưng hô với hắn ta thậm chí thái độ còn rất tự nhiên nhưng thiên đình muốn đối phó phương chính dường như muốn dùng sức bồi dưỡng phương chính. Từ điểm này, ta còn phải hâm mộ y. Đợi mấy canh giờ sau, phương chính đổ kiếp hoàn tất, sự hâm mộ của phiền Tây Lưu còn tăng vọt gấp đôi. Bởi vì phương chính đã thành công thăng luyện cổ bản mệnh thành tiên cổ huyết đạo thứ hai. Tiên cổ lãnh huyết. Mấy ngày sau, tiên hạt môn công khai với giới cổ tiên, phương chính đã thăng tiên thành công. Y đã từng bị ma đầu phương nguyên hãm hại tàn nhẫn, may mắn được cứu ra, sau này sẽ là thành viên cốt cán đã kích ma đầu phương nguyên. Trải qua thiên đình tận lực thôi động, tin tức này dần dần truyền khắp toàn bộ ngũ vực, đã kích danh vọng phương nguyên, biến hắn thành người cô độc, bạn bè xa lánh. Qua mấy ngày nữa, tiên tử linh duyên, thứ cho không tiễn xa được. Trên đám mây, phiền Tây Lưu mỉm cười nói với Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân mỉm cười đáp lại, làm phiền tiên hữu đã chiếu cố. Lần này nàng đến là nghe tin tức Phương Chính độ kiếp thành công, đặc biệt đến bái phỏng Phương Chính. Đáng tiếc Phương Chính không gặp khách, bị tiên hạt môn giữ chặt. Phiền Tây Lưu không dám thất lễ với Triệu Liên Vân. Bởi vì nàng là tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai. Tuy chỉ có tu vi lục chuyển nhưng lại nắm giữ tiên cổ cửu chuyển cổ ái tình. Phiền Tây Lưu nói, tại hạ nhất định sẽ giao hạ lễ của tiên tử đến tay Phương Chính tiên hữu. Triệu Liên Vân gật đầu, cảm ơn một tiếng rồi bay đi phúc địa phương chính. Tài nguyên vũ đạo, trụ đạo đều theo tiêu chuẩn bình thường, đây chính là phúc địa thượng đẳng. Hình dạng mặt đất bên trong phúc địa lấy bình nguyên làm chủ, nhưng cứ cách một khoảng thời gian sẽ có một vài dãy núi đột ngột xuất hiện. Lực chú ý của phương chính lúc này tập trung vào một sơn cốc. Đá trong sơn cốc lẫn chởm, tuyền một màu đỏ. Khi tiến vào trong, bên trong sơn cốc đã được trồng một lượng lớn cây huyết hoa. Số lượng loại cây này có chừng mấy vạn khác với loại cây bình thường. Nó sẽ kết quả trước rồi mới nở hoa. Quả của nó nhỏ bằng bàn tay của một đứa bé, nhìn rất no tròn. Việc nở hoa chỉ diễn ra trong nháy mắt, sau đó sẽ nổ tung để lộ một đóa hoa thật lớn màu đỏ trắng giao nhau. Đóa hoa lấy màu trắng làm chủ, nhưng tâm hoa sẽ có màu đỏ của máu. Màu sắc và hình dạng của huyết hoa đều không giống nhau. Ở Trung Châu đã từng có một khoảng thời gian có rất nhiều cổ sư nuôi dưỡng loại cây huyết hoa này mỗi khi hoa nở đó sẽ là một thịnh cảnh lúc đó thậm chí mọi người còn tổ chức khánh điển cỡ lớn thu hút cổ sư gần xa đến thưởng thức nhưng về sau huyết đạo khai sáng độc hại thế gian cây huyết hoa là cổ tài cơ sở của huyết đạo dần dần bị cấm trồng đám cây huyết hoa trong tay phương chính đương nhiên là do tiên hạt môn cung cấp chuẩn xác hơn mà nói là do phiền tây lưu dùng danh nghĩa cá nhân để cung cấp đây là một trò xiết của chính đạo bây giờ phương chính cũng không còn kinh ngạc nữa tập mãi thành quen trong đương kim ngũ vực huyết đạo bị các thế lực chính đạo ra lệnh cấm chỉ nhưng điều châm chọc nhất chính là âm thầm trắng trợn nghiên cứu huyết đạo lại là đám danh môn chính phái này huyết hoa đều là cổ tài phàm cấp nhưng chỉ cần đạt được số lượng và kích thước nhất định nó sẽ được xem là tiên tài đây chính là ưu thế đặc biệt nhất của huyết đạo ta nắm giữ loại cây huyết hoa này cũng được xem là một loại tiên tài chỉ là bây giờ ta có được tiên cổ lãnh huyết và huyết cừu của huyết đạo ta cần thêm phàm cổ huyết đạo phụ trợ từ đó hình thành sát chiêu tiên đạo phương chính biết trọng điểm tu hành tiếp theo của y chính là luyện chế phàm cổ huyết đạo sau đó thông qua phiền tây lưu truyền thụ luyện tập sát chiêu huyết đạo tiên cấp còn nữa y vừa mới thăng tiên không lâu không khiếu và tiên khiếu có điểm khác biệt cực lớn điều này cần thời gian để thích ứng nhìn xong phương chính liền rút tinh thần về trở lại hiện thực. Cảm giác vui mừng và thành tựu khi nhìn tiên khiếu của mình lập tức tan biến. Thay vào đó là sự kiềm chế. Phương Nguyên, trở lại hiện thực, Phương Chính không thể không nhớ đến ca ca của mình. Mấy ngày qua, y không chỉ thăng tiên, mà còn từ phiền Tây Lưu nhận được tin tức về Phương Nguyên. Những tin tức này so với bên ngoài còn rõ ràng hơn rất nhiều, tất cả đều bắt nguồn từ thiên đình. Phương Chính nhờ thế mà biết được tình huống của Phương Nguyên gần đây về phần phương nguyên thật sự chưa chết y đã sớm biết được sau khi được cứu về trung châu thật kỳ lạ sau khi y biết được sự thật này trong lòng y không hề có sự tức giận vì bị lừa gạt ngược lại với những gì mà y biết trong lòng y lại càng thương cảm hơn thì ra ta chưa hề thật sự hiểu rõ ngươi phương nguyên thiên ngoại chi ma xuân thu thiền tu vi bát chuyển hiểu càng sâu phương chính lại càng cảm thấy mình nhỏ bé chân chính cảm nhận được sự kinh khủng và cường đại của Phương Nguyên. Nghĩ sau này mình phải đối mặt với kẻ địch như thế, trong lòng y tất nhiên có sự căng thẳng, thậm chí là tuyệt vọng. Y nhìn thẳng vào tuyệt vọng trong nội tâm. Y chưa từng phủ nhận, cũng chưa từng trốn tránh. Người ta thường nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp, lúc còn trẻ không sợ trời không sợ đất, có một loại bốc đồng. Nhưng sau khi trải qua cuộc sống thật đầy đủ, họ sẽ phát hiện mình sợ hãi thì ra hổ có thể ăn thịt người. Móng vuốt của hổ có thể cào nát da trâu một cách dễ dàng. Thì ra khí lực, sừng trâu của mình không hề mạnh như mình tưởng tượng. Tưởng tượng đều là những thứ rất tốt, chỉ có va chạm với hiện thực mới có thể cảm nhận được sự thống khổ, và cũng từ thống khổ mới nhận biết rõ ràng thế giới này và bản thân mình. Khi ta còn là cổ sư ngũ chuyển, ta sống chung với mao nhân bên trong phúc địa lan gia, xen lẫn vào những cuộc chiến của ba đại lục, lan bạc kỳ hồ bây giờ ta trở thành cổ tiên lại bị kẹp giữa phương nguyên và thiên đình biến thành quân cờ của thiên đình thực lực của ta tăng cao hơn trước đó nhưng tình cảnh lại thân bất do kỹ nguy cơ càng lớn chỉ cần sơ suất một chút sẽ thân tử đạo tiêu nghĩ đến đây phương chính không khỏi cười lạnh liên tục cho đến bây giờ y không biết mình có giá trị gì lại khiến thiên đình coi trọng như thế rất nhanh y nghĩ đến triệu liên vân sau khi y thăng tiên y có nhận được một số hạ lễ đây là tập tục của ngũ vực mỗi khi có một vị cổ sư thăng tiên thành công thân bằng hảo hữu các thế lực giao hảo với người đó sẽ tặng lễ cho người đó hạ lễ của phương chính đa số bắt nguồn từ tiên hạt môn cho nên phần hạ lễ của triệu liên vân lại có vẻ đặc biệt từ tin tức của tiên hạt môn phương chính biết rất rõ về triệu liên vân ngươi cũng là thiên ngoại chi ma nhưng lại không hoàn chỉnh ngươi chủ động liên lạc là muốn liên thủ với ta đối phó phương nguyên bên trong hạ lễ của triệu liên vân có một bức thư trong thư có bày tỏ thiện ý của triệu liên vân nhưng không nói thêm điều gì tuy nhiên phương chính lại có thể từ trong đó biết được ý đồ thật sự của triệu liên vân hạ lễ của triệu liên vân là một phần phương pháp trồng huyết linh lung cực kỳ thích hợp với phương chính trong thư nàng trình bày tâm đắc của mình đối với việc tu hành trong đó có một đoạn khiến phương chính vô cùng chú ý của tiên tu hành chiến đấu chính là bá đạo kinh doanh tiên khiếu là vương đạo cả hai hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được chiến lực không đủ không bá đạo kinh doanh tiên khiếu có tốt đến đâu cũng sẽ bị người ta khi dễ những gì vất vả có được sẽ biến thành chiến lợi phẩm của người khác trái lại chiến lực cường thịnh nội tình tiên khiếu không đủ giống như đống lửa cháy hừng hực chỉ có thể cường thịnh nhất thời chờ đến lúc củi đốt sạch chỉ còn lại khói lửa mà thôi Phương Chính gật đầu, âm thầm nói với chính mình, ngoại trừ đoạn văn này còn có phần tự thuật liên quan đến tai kiếp, đều là nhận thức chính xác. Có thể thấy được, thành ý của Triệu Liên Vân vô cùng đầy đủ. Ta vốn định gặp mặt một lần nhưng tiên hạt môn lại không cho phép. Đúng là đáng tiếc. Người nói có đúng hay không, Phương Nguyên? Nói đến đây, ánh mắt Phương Chính hơi nheo lại. Trước đó, y có sư phụ thiên Hạc thượng nhân làm bạn. Khi còn ở Phúc Địa Lan Gia, y có giả ý phương nguyên làm bạn cho đến khi được cứu về trung châu lúc này cũng chỉ có một mình y bất tri bất giác phương chính đã có thói quen có người làm bạn thiếu ngươi đúng là có chút không quen phương chính lắc đầu cười khổ một sự cô độc khó nói nên lời tràn ngập trong lòng thiên đình tử vi tiên tử đang nghe truyện trên tv audio cv vui mừng cười một tiếng phương chính đã trở thành cổ tiên nhưng cần phải gia tăng tu vi mới có tác dụng khắc chế phương nguyên tâm tư của triệu liên vân tử vi tiên tử cũng biết dù sao mã hồng vận đã chết nhưng hồn phách của y vẫn còn nằm trong tay phương nguyên tử vi tiên tử cao mày phiền phức lớn nhất là ở bản thân phương nguyên từ khi phương nguyên đột phá trùng vây bên trong dòng sông thời gian hắn đã mai danh ẩn tích không còn công khai xuất hiện tử vi tiên tử ngược lại đánh cướp bốn phía vơ vét tài nguyên phương nguyên lưu lại manh mối càng nhiều nàng lại càng có nhiều thứ có giá trị để suy tính thậm chí còn có thể đột phá phòng ngự trí đạo của Phương Nguyên. Tử vi tiên tử xem ra, Phương Nguyên đích thật có chiến lực rất cường đại, nhưng càng làm cho người ta kiên kỵ chính là tài năng kinh doanh của hắn. Mỗi khi hắn mai danh ẩn tích một khoảng thời gian, thực lực của hắn thường tăng mạnh, trình độ tiến bộ khiến người ta phải liếu lưỡi. Đây chính là hiệu quả kinh doanh mà hắn am hiểu. Cũng chỉ có cơ sở kiên cố mới có thể chống đỡ chiến lực kinh khủng của hắn. Hiện tại, u hồn ma tôn đã dần không chống đỡ nổi tin tức sư hồn càng lúc càng nhiều lại càng quan trọng hơn bên trong dòng sông thời gian tiên cổ ốc trụ đạo đã được chữa trị một lần nữa có đến bốn tòa đại trận trụ đạo trước đó còn cần cải tiến cùng lúc đó cũng không thể khiến phương nguyên quá dễ chịu được hẳn nên liên lạc với vũ dung một chút mấy ngày sau cùng phong đột khởi phương nguyên mạnh mẽ đẩy ra một chưởng sát chiêu liền theo cánh cửa mở rộng rót vào bên trong phúc địa lâu lan. Tai kiếp hắc lâu lan đối mặt lập tức tan rã rồi tán loạn. Mí mắt hắc lâu lan khẽ rung lên, sắc mặt bình tĩnh trở lại. Nàng đứng bên trong tiên khiếu của mình, chắp tay nói lời cảm ơn với Phương Nguyên bên ngoài. Không cần khách sáo. Phương Nguyên nhìn phúc địa lâu lan một chút. Phúc địa lâu lan khá cằn cỗi, hoàn toàn không thể sánh bằng với tiên khiếu chí tôn. Tuy tư chất của hắc lâu lan cao, nhưng cho đến nay vẫn chưa kinh doanh tiên khiếu quá tốt. Nhưng điều này lại hợp tâm ý của Phương Nguyên. Hắn có thể cung cấp tài nguyên tu hành cho Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan ỷ lại hắn về phương diện này, đây cũng là một sự khống chế đối với Hắc Lâu Lan. Trên thực tế, tình huống của đám người ảnh vô tà, Bạch Ngưng băng lại khá giống nhau. Mau rời khỏi nơi này, thủ đoạn trí đạo của ta chỉ có thể phòng bị nhất thời, hơn nữa mỗi lần độ kiếp đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với thủ đoạn của ta. Phương Nguyên thúc giục. Được. Hắc Lâu Lan gật đầu, không dám khinh thường, vội vàng thu hồi phúc địa, chui vào bên trong tiên khiếu chí tôn. Phương Nguyên lợi dụng định tiên du, lập tức rút lui, khiến đám vũ nhân dung vô hụt. Đáng chết. Lại để cho hắn chạy trốn. Khí tức còn sót lại, có người độ kiếp. Sắc mặt của tiên nam cương không được tốt, có phẫn nộ, có im lặng, có người thì sợ hãi. Đây là lần thứ tư rồi rõ ràng phương nguyên đang trợ giúp chó săn của hắn đổ kiếp nhanh chóng tăng trưởng tu vi nếu để hắn tiếp tục như vậy sợ là không ổn sắc mặt vũ dung như sắt ánh mắt lóe lên hàng mang ông ta chậm rãi nói phương nguyên có định tiên du tốc độ trốn rất nhanh chúng ta trắng trận thiết lập phong hỏa đài đồng thời còn đồng tâm hiệp lực ngăn chặn việc buôn bán của hắn bên trong bảo hoàng thiên suy yếu lợi ích của hắn dần già mới có thể tích lũy được ưu thế như bây giờ thúy quang lóe lên bên trong động thiên khí hải phương nguyên đột nhiên xuất hiện tạm thời an toàn rồi muốn ngăn chặn việc kinh doanh của ta bắt đầu từ bảo hoàng thiên sao phương nguyên cười lạnh thật sự hắn cảm nhận được áp lực rất lớn nhưng gần đây hắn thôn tính được động thiên công cộng của ngũ tướng còn có động thiên khí hải nhận được rất nhiều tài nguyên cho dù gặp áp chế cũng không ảnh hưởng đến đại cục nhưng đây là kết quả thiên đình và liên minh nam cương hợp tác với nhau nếu cứ tiếp tục như vậy qua một thời gian nữa phương nguyên cũng không chịu nổi hắn từ trên người của tiên nam cương đạt được rất nhiều tài nguyên tu hành chính đạo nam cương cũng biết rõ ràng điều này cho nên phần lớn buôn bán của hắn đều bị chặn một cách chuẩn xác xem ra cần phải nghĩ cách một chút trong mắt phương nguyên lóe lên ánh sáng đông hải ào 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 sóng nước chảy xiết nện xuống đá ngầm đảo nhỏ nổ tung thành vô số bọc nước Ác phong gào thét, thời tiết trở nên âm trầm. Trên một hòn đảo không người, so với đông hải rộng lớn, nó chẳng đáng chú ý này lại có bốn vị cổ tiên đang ẩn núp. Nhậm tu bình, ngươi đúng là khinh thường quá đáng. Miếu minh thần gầm nhẹ, hai mắt đỏ bừng, trên người mang theo thương thế, gương mặt toát lên vẻ phẫn nộ và cừu hận. Y chính là tán tu trứ danh Đông Hải, tu vi thất chuyển, chuyên tu vũ đạo, có thủ đoạn mở rộng không gian tiên khiếu. Y xem đây là sinh kế, đã mở ra không gian tiên khiếu cho rất nhiều cổ tiên Đông Hải, rất được hoan nghênh. Bản thân miếu minh thần không cao không thấp, không mập không ốm, dung mạo bình thường, ngũ quan cũng bình thường, chỉ có lỗ mũi to rộng khiến người ta phải ấn tượng khắc sâu. Diện mạo người này không xuất chúng chút nào, nhưng y lại có hùng tâm tráng trí, am hiểu đối nhân xử thế, có thể nói là giàu mị lực. Ba vị tán tiên Đông Hải là nữ tiên hoa điệp, phong tướng và quỷ thất gia, tất cả đều lấy miếu minh thần làm đầu bốn người hình thành một đoàn thể vô cùng kiên cố nhưng lúc này quỷ thất gia lại hôn mê bất tỉnh làn da trên người phát ra màu tím của việc bị trúng độc tình huống vô cùng nguy hiểm phong tướng nữ tiên hoa điệp đứng bên cạnh miếu minh thần cũng khá chật vật hiển nhiên trải qua một trận đại chiến tất cả đều có thương thế trên người miếu minh thần đại nhân lần này chúng ta phải làm như thế nào cho phải quỷ thất gia bị trúng băng độc hải tinh, chúng ta hoàn toàn không thể giải được loại độc này. Nữ tiên hoa điệp lo lắng nói. Cách đây không lâu, bốn người bọn họ rơi vào tính toán của nhậm tu bình, bị ông ta ám toán. Nhậm tu bình là cổ tiên thất chuyển đỉnh phong, tu hành nô đạo, nô dịch băng độc hải tinh chính là muốn ám sát miếu minh thần. Kết quả trong thời khắc mấu chốt, quỷ thất gia thay miếu minh thần đỡ được một kích trí mạng này. Miếu minh thần kịp phản ứng, vội vàng mang theo quỷ thất gia đang hôn mê, cùng với phong tướng, nữ tiên hoa điệp tàn sát một phen, xông ra khỏi vòng vây. Sắc mặt phong tướng lạnh như băng, mặc dù băng độc hải tinh rất xảo trá, nhưng ta nghe nói Tô thần, Cửu Nguyệt tiên tử có thể cứu được. Tô thần là thành viên thế lực Tô gia, am hiểu trị liệu, nghe tiếng xa gần Đông Hải, làm người cũng rất tốt. Cửu Nguyệt tiên tử là tán tu, tính tình thanh lãnh. Muốn mời nàng ra tay chữa trị cho quỷ thất gia, cái giá phải trả cao chót vót miếu minh thần lắc đầu hai người này ta không có ý định đi mời tô thần là người của tô gia còn cửu nguyệt tiên tử lại có quan hệ mờ ám với nhậm tu bình điều này người khác không biết nhưng ta lại biết rõ ràng ta vô cùng hoài nghi cửu nguyệt tiên tử là cạm bẫy mà lão tặc nhậm tu bình bố trí ồ thế nữ tiên hoa điệp muốn nói rồi lại thôi miếu minh thần cố nặng nụ cười các người quên rồi sao băng độc hải tinh có thể dùng nước diêm hoàng để rửa phong tướng hơi mở to mắt nước diêm hoàng là tiên tài bát chuyển cho dù ở đông hải cũng cực kỳ hiếm thấy trong tay đại nhân ngài có sao miếu minh thần lắc đầu đương nhiên là không có rồi ta định dùng rễ trụ cực để đổi lấy bên trong bảo hoàng thiên phong tướng nữ tiên hoa điệp lập tức giật mình rễ trụ cực là tiên tài bát chuyển trụ đạo đã rơi vào tay miếu minh thần rất lâu y vẫn luôn cất giữ không bao giờ bán ra điều này phong tướng và nữ tiên hoa điệp đều biết nữ tiên hoa điệp biến sắc vội nói trễ trụ cực là thứ vô cùng trân quý trong số tiên tài bát chuyển chi bằng đại nhân ngài đổi tiên tài bát chuyển khác lấy nước diêm hoàng cũng được nếu minh thần lắc đầu lần nữa mua bán tiên tài bát chuyển trên cơ bản đều là dùng vật đổi vật nếu ta dùng tiên tài khác để đổi nước diêm hoàng chưa chắc sẽ có người muốn tiên tài bát chuyển của ta cho dù có người muốn cũng chưa chắc có nước diêm hoàng để đổi nhưng bây giờ các ngươi cũng biết thế lực thiên đình chính đạo nam cương đều liên thủ ngăn cản phương nguyên không những phá rối việc mua bán của hắn đồng thời còn toàn lực thu mua tiên tài trụ đạo tiên tài trụ đạo đang rất hút hàng giá cả lại tăng cao thiên đình gia đại nghiệp đại nhất định sẽ có nước diêm hoàng ta dùng rễ cây trụ cực để đổi không lo không đổi được nước diêm hoàng đại nhân giọng nói của phong tướng trở nên đắng chát gã biết rất rõ ràng lúc trước miếu minh thần vì muốn thu hoạch được rễ trụ cực này mà bỏ ra cái giá rất lớn miếu minh thần cười ha hả vỗ vai phong tướng sao ta có thể để lão quỷ chết trước mặt ta được chỉ là một cái rễ thôi mà đáng là gì phong tướng nữ tiên hoa điệp đều cảm động vô cùng đều nghĩ rốt cuộc bọn họ không theo lầm người quả nhiên tình huống như miếu minh thần đã dự liệu rễ trụ cực của y vừa xuất hiện đã được thiên đình chú ý rất nhanh hai bên hoàn thành giao dịch miếu minh thần thu được rất nhiều nước diêm hoàng y sử dụng nước diêm hoàng rửa quanh thân quỷ thất gia cẩn thận đảm bảo số lượng dù sao loại nước diêm hoàng này có khả năng ăn mòn nhục thân cổ tiên sau khi trà rửa xong toàn bộ độc của băng độc hải tinh đã biến mất sau đó không lâu quỷ thất gia chậm rãi mở mắt ra tỉnh lại khi ông ta biết được miếu minh thần đã bỏ ra cái giá lớn đến như vậy để cứu mình trong lòng không khỏi chấn động nhưng ông ta ít khi bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài lập tức thu lại cảm xúc nói với miếu minh thần đại nhân lão tặc nhậm tu bình đột nhiên ra tay độc ác đối phó chúng ta khả năng lớn nhất chính là thương lam long kình miếu minh thần thở dài ta cũng nghĩ như vậy lão già nhậm tu bình này vẫn luôn muốn hợp tác với ta cùng tiến vào thương lam long kình đào mốc chân truyền nhạc thổ tiên tôn nhưng lão ta ra giá không hề có thành ý, lần này lại xuống tay với ta, khiến cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lão quỷ, ngươi có ý gì thì cứ nói thẳng ra. Quỷ thất gia gật đầu, đại nhân, ngài nắm giữ được vị trí của thương lam long kình, bí mật này người ngoài đã biết. Muốn giữ bí mật đó thật sự quá khó. Chi bằng ta cứ công khai mời đồng đạo đồng loạt thăm dò thương lam long kình. Đợi khi có thu hoạch, thực lực tăng trưởng, chúng ta sẽ quay lại đối phó nhậm tu bình nếu không dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ đối bính với nhậm tu bình rất khó phân cao thấp bên cạnh lão già nhậm tu bình cũng có một ban tán tiên đồng thời người này lại rất cáo già một khi lão ta thấy tình thế không ổn sợ rằng sẽ công khai tin tức này dẫn đến nhiều người ngấp nghé hơn thần mang lóe lên trong mắt miếu minh thần cùng đi đến một bước đó để nhậm tu bình dẫn người ngoài đến chi bằng chúng ta dẫn ngoại viện trực tiếp ra tay biện pháp này không tệ cũng là biện pháp duy nhất trước mắt. Đáng tiếc, nếu ta có tu vi bác chuyển, hoàn toàn có thể tự mình thăm dò. Quỷ Thất Gia lại nói, đại nhân, chúng ta mời nhân thủ nhất định phải chọn lựa cẩn thận. Miếu Minh Thần gật đầu, sau đó nhìn ba người kia, dò hỏi, "Điều này ta tất nhiên biết, các ngươi có đề cử gì tốt không?" Ba người tự mình báo ra những cái tên. Miếu Minh Thần có khi gật đầu, có khi lắc đầu. Y từ một nhóm sàng lọc ra một nhóm khác vì ổn thỏa y một lần nữa chọn ra một số bỏ đi một số tất cả đều lấy đáng tin làm trọng nhưng như vậy số lượng người được chọn trở nên thưa thất rất nhiều chúng tiên liên thủ cũng khó mà vượt qua được cửa ải khó khăn thứ nhất chứ đừng nói chi đến tiến vào thế giới thương lam long kình lúc này nữ tiên hoa điệp ồn một tiếng ta còn một người không biết đại nhân còn nhớ người tên sở doanh không sở doanh mắt miếu minh thần sáng lên dịu quá thay người này có tu vi thất chuyển tu hành biến hóa đạo quan trọng hơn là y còn có thù với nhậm tu bình nhưng lai lịch người này quá bí mật đến nay ta vẫn luôn dò tìm tin tức của hắn nói đến đây y lại hơi do dự chân truyền nhạc thổ tiên tôn bên trong động thiên công cộng của ngũ tướng phương nguyên nhận được thư mời của miếu minh thần mời hắn tham gia thăm dò thương lam long kình ánh mắt phương nguyên lóe lên ánh sáng suy nghĩ Miếu Minh Thần có xung đột với Nhậm Tu Bình, lại thăm dò Thương Lam Long kình quá sớm, điều này có chút vượt quá dự kiến của Phương Nguyên. Trong 500 năm trước, việc thăm dò này diễn ra phải rất lâu sau đó. Có lẽ ta trùng sinh trở về, ảnh hưởng không ngừng mở rộng, khiến cho Miếu Minh Thần và Nhậm Tu Bình xung đột trước thời hạn. Có lẽ bản thân ký ức 500 năm trước của ta có vấn đề. Dù sao, bên trong xuân thu thiền trước đó có thiên ý mai phục. Nó muốn động tay động chân thật sự nhanh gọn cực kỳ còn có một khả năng nữa chính là thiên đình thiết kế âm thầm suy tính được mối liên hệ giữa ta và miếu minh thần muốn nhân cơ hội này tính toán ta lần nữa nghĩ đến đây tâm phương nguyên trầm xuống chậm rãi nhắm mắt bắt đầu suy tính một lát sau hắn mở mắt đưa ra kết luận dựa theo đủ loại manh mối trước mắt mà suy đoán thiên đình thiết kế hại ta khả năng không cao xem ra ta phải đến đông hải một chuyến trong ngũ vực Trung Châu và Bắc Nguyên đối với Phương Nguyên mà nói, bởi vì có Thiên Đình và Trường Sinh Thiên, có thể nói là đầm rồng hang hổ. Đông Hải, Tây Mạc và Nam Cương còn lại, đương nhiên Phương Nguyên hiểu rõ Nam Cương nhất. Nhất là trước đó Phương Nguyên đã tìm phục ở Vũ Gia một khoảng thời gian, đồng thời còn bắt rất nhiều cổ tiên Nam Cương, vì thế hắn hiểu rõ nội tình của các đại gia tộc. Còn có một nguyên nhân nữa, tổng bộ Ảnh Tông được thiết lập ở Nam Cương. Cường độ kinh doanh của Ảnh Tông ở Nam Cương là lớn nhất âm thầm bố trí tiên trận tự nhiên khắp mọi nơi. Đây là nơi tìm phục rất tốt, không bị bại lộ. Đủ loại nhân tố khiến Phương Nguyên lựa chọn ở lại Nam Cương. Cho dù đám người hát lâu lan độ kiếp cũng tại Nam Cương luôn. Tuy nói khí thiên địa ngũ vực khác nhau, cưỡng ép độ kiếp tại nơi xa lạ sẽ tổn hại tiên khiếu. Nhưng bản thân Phương Nguyên không muốn đám người hát lâu lan kinh doanh tiên khiếu quá tốt. Phương Nguyên gánh chịu tài nguyên tu hành của bọn họ cũng là cách để khống chế bọn họ thật tốt. Trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên đã luyện hóa rất nhiều tiên cổ bên trong động thiên khí hải. Tài nguyên bên trong động thiên khí hải, động thiên công cộng của ngũ tướng đều đã được tiêu hóa. Sát chiêu tiên đạo cử chuyển thiên tướng vẫn còn ngoan cố, chống lại Phương Nguyên luyện hóa, nhưng tiến triển cũng vẫn không ít. Qua một thời gian nữa, Phương Nguyên có thể sử dụng được rồi. Điều khiến Phương Nguyên đau đầu nhất chính là, rất nhiều việc kinh doanh của hắn bên trong bảo hoàng thiên đều bị thiên đình trung châu và chính đạo nam cương liên hợp chèn ép tạo thành một trận tuyến phong tỏa kinh tế lớn đối với hắn phương nguyên cũng đã nghĩ không ít phương pháp đấu trí đấu lực với bọn họ nhưng hiệu quả đều không tốt mặc kệ là thiên đình trung châu hay là liên minh chính đạo nam cương đều tài đại khí thô vốn liếng của phương nguyên không chống đỡ nổi hai con quái vật khổng lồ này phương pháp giải quyết khốn cảnh trực tiếp nhất chính là lũng đoạn buôn bán đảm thạch cổ nhưng phương pháp này lại cần rất nhiều đảm thạch cổ trong khi đó phương nguyên lại thiếu hồn hạch mặc dù đảng hồn sơn đã được chữa trị tốt nhưng sản lượng lại không thể tăng lên lúc trước hắn mưu đồ sa mạc thanh quỷ nhưng thất bại nếu thành công bây giờ hắn đối mặt với phong tỏa của thiên đình trung châu và liên minh nam cương cũng chẳng cần phải lo lắng hành tung của thanh cừu đến nay vẫn không rõ còn phòng gia lại bị thế lực tây mạc ăn ý làm khó dễ phòng gia muốn gia tăng địa vị của mình cũng không dễ dàng phương nguyên không phải không muốn lợi dụng phòng gia nhưng hắn rất cố kỵ điểm này bởi vì thân phận toán bất tẩn của hắn đã bị thiên đình nhìn thấu đến sa mạc thanh quỷ từ hiện tại xem ra là một quyết định đúng đắn nhưng điều đáng tiếc là lại không như mong muốn rất nhiều chuyện trong cuộc sống đều đi ngược lại suy nghĩ của chính mình như vậy thu nhập của phương nguyên không ngừng giảm xuống càng làm cho hắn khổ sở hơn chính là, Thiên Đình còn gia tăng cường độ vơ vét tiên tài trụ đạo bên trong Bảo Hoàng Thiên. Chỉ cần là tiên tài trụ đạo, Thiên Đình đều có thể đáp ứng vật mà người bán muốn. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, tài nguyên trụ đạo bên trong Bảo Hoàng Thiên được bán với giá tốt trước nay chưa từng có. Điều này đã làm khổ Phương Nguyên. Lợi ích của hắn vốn đã giảm mạnh, hắn muốn luyện chế tiên cổ trụ đạo gia tăng thực lực ở phương diện này, sau đó tấn công vào dòng sông thời gian kết quả lại bị thiên đình làm hỏng. Thiên đình được thành lập từ thời viễn cổ, trải qua thương hải tan điền, tích lũy vô số năm, phương nguyên sao có thể vượt qua được. Tiến triển của phương nguyên về phương diện trụ đạo quá bé nhỏ, trái lại thiên đình thu hết tiên tài trụ đạo, cố gắng còn có thể luyện ra tòa tiên cổ ốc thứ năm. Cứ kéo dài tình huống như vậy, hy vọng phương nguyên tìm được chân truyền hồng liên càng lúc càng xa vời. Ta cần rất nhiều tiên tài trụ đạo mới có thể luyện ra được tiên cổ trụ đạo nhạc thổ tiên tôn là tiên tôn thổ đạo chân truyền nhạc thổ tiên tôn bên trong thương lam long kình chỉ sợ không có bao nhiêu tài nguyên trụ đạo nhưng cho dù vậy ta cũng muốn đi tương lai chưa xác định được ai cũng không nói chắc chắn có thể thu được cái gì cho dù không có tiên tài trụ đạo đồ trong chân truyền nhạc thổ tiên tôn dĩ nhiên sẽ là đồ tốt cổ tiên bác chuyển nam cương lục úy nhân chính là truyền nhân nhạc thổ đương đại nếu ta có được chân truyền của nhạc thổ tiên tôn ta sẽ có cách để đối phó với ông ta. Một điểm quan trọng hơn, căn cứ vào ký ức 500 năm trước của ta, bên trong thương lam long kình dường như có cất dấu tiên cổ bác chuyển hối hận. Kiếp trước, miếu minh thần nhiều lần thăm dò bên trong, mặc dù vẫn không đạt được chân truyền nhạc thổ tiên tôn, nhưng mỗi lần đều có thu hoạch không ít. Bởi vì cổ tiên tham gia nhiều, ra vào nhiều lần, lời đồng liên quan đến tiên cổ hối hận lại càng nhiều hơn. Nhạc thổ tiên tôn lấy tiên cổ hối hận làm hạch tâm, khai sáng ra sát chiêu tiên đạo ghi danh sử sách, hối lỗi sửa sai. Ông đã sử dụng một chiêu này, khiến cho không ít cổ tiên ma đạo thay đổi trận doanh, hoàn toàn tỉnh ngộ, vứt ác quay lại thiện. Sát chiêu hối lỗi sửa sai này có thể nói là chiến tích hiển hách. Tiên cổ hối hận tất nhiên là tiên cổ trí đạo. Tiên cổ hối hận thuộc tình trong trí đạo. Về sau, cổ tiên từ trong trí đạo phân ra một lưu phái nhỏ là tình đạo. Cho nên tiên cổ hối hận thuộc tình đạo trong ghi chép của lịch sử tiên cổ hối hận nhiều lần xuất hiện có khi lục chuyển có khi thất chuyển lăn qua lăn lại trong tay cổ tiên ngũ vực đến tay hồng liên ma tôn tiên cổ hối hận dường như đã được thăng luyện lên bát chuyển về sau không biết nhạc thổ tiên tôn từ nơi nào đã thu được tiên cổ hối hận bát chuyển phương nguyên điều tra khá kỹ càng về tiên cổ hối hận bởi vì hắn muốn tái hiện hối trì nói đến hạch tâm tiên cổ ốc hối trì ngoại trừ nhánh sông thời gian thì chính là tiên cổ hối hận đáng tiếc lúc trước hối trì lưu ở đông hải cũng chỉ là bán thành phẩm bởi vì vẫn còn thiếu tiên cổ hối hận nếu bên trong chân truyền nhạc thổ tiên tôn thật sự có tiên cổ hối hận có được nó ta có thể mô phỏng ra một phần công hiệu của hối trì tương lai rất có lợi cho việc luyện cổ đây là điều làm cho phương nguyên động tâm nhất trên thực tế hối trì cũng nằm trong kế hoạch của phương nguyên hắn thông qua bắt chẹt chính đạo nam cương vất vả dựng nên được hình thức ban đầu của tiên cổ ốc chính là gánh kỳ vọng của hắn ở phương diện này đáng tiếc tiên cổ ốc của hắn đã bị hủy bên trong dòng sông thời gian hắn còn chưa kịp thu về bất kỳ con cổ trùng nào mấy ngày thoáng một cái đã qua đông hải miếu minh thần liếc nhìn một vòng bên cạnh y đang có tám vị cổ tiên tất nhiên là có phương nguyên các vị miếu minh thần trầm giọng nói liên quan đến hành động tới đây ta đã nói chi tiết với các vị đồng thời cho các vị một ngày để cân nhắc chuyến đi lần này của chúng ta phong hiểm khó mà ước định có thể có khả năng thân tử đạo tiêu nếu các vị có ai muốn từ bỏ bây giờ có thể rời đi miếu minh thần ta sẽ tặng lễ tuyệt không ngăn cản cũng thông cảm cho các vị gió biển gào thép quét qua bên tai miếu minh thần lại liếc nhìn một vòng không có ai động đậy phẩm giai chân truyền nhạc thổ tiên tôn quá cao cổ tiên thổ đạo ở Đông Hải quá thư thớt. Trong số cổ tiên ở đây cũng chỉ có một vị chuyên tu thổ đạo, ai cũng không muốn từ bỏ. Người chết vì tiền chim chết vì ăn. Đồng thời, trong số các cổ tôn từ trước đến nay, nhạc thổ tiên tôn là người từ bi nhân nghĩa nhất. Trong cuộc đời của ông, ông chưa hề hại tính mệnh của một người nào, bố trí truyền thừa cũng lấy ổn thỏa làm trọng. Cơ duyên như vậy, ai không nắm bắt, người đó chính là đồ đần. Được rồi, các vị đều đã muốn tham gia, vậy thì ký kết minh ước đi. Miếu Minh thần phấn chấn nói. Đối với chuyến đi này, y đương nhiên đã có chuẩn bị đầy đủ. Xin Tàng Lạc Tử tiên hữu ra tay. Miếu Minh thần chấp tay nói. Tàng Lạc Tử bước lên phía trước. Hắn ta mặc áo choàng màu trắng, gương mặt gầy còm, xương gò má nhô cao, hốc mắt hãm sâu, tinh mang như thiểm điện trong mắt. Hắn ta có tu vi thất chuyển, chuyên tu tính đạo. Trước đó, Miếu Minh Thần đã nói qua với hắn ta, lúc này hắn ta lên tiếng, đây là minh ước kết minh của chúng ta, mời các vị xem qua một phen. Tàng Lạc Tử vừa dứt lời, thân hình các cổ tiên ở đây đều chấn động, không khỏi giật mình. Thì ra, trong đầu bọn họ đồng thời nổi lên nội dung minh ước. Chiêu này của Tàng Lạc Tử không thể nghi ngờ là một cú phủ đầu ra oai, xác nhận vị trí của mình trong đội ngũ. Hành động thăm dò chân truyền nhạc thổ tiên tôn vừa mới bắt đầu, giữa các cổ tiên đã xuất hiện ám đấu. Sắc mặt Miếu Minh thần bất động, thật ra ánh mắt đang quan sát mọi người. Chiêu này của Tàng Lạc Tử nằm trong sắp xếp của y, giúp cho y thu thập được tin tức có giá trị. Tạo nghệ tính đạo của Tàng Lạc Tử, cho dù là Miếu Minh thần cũng phải kính nể. Lúc này, Tàng Lạc Tử thể hiện, Miếu Minh thần nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức thu được rất nhiều tin tức. Chuyến này tổng cộng có 8 người. Ngoại trừ ta, quỷ thất gia phong tướng, nữ tiên hoa điệp, còn có tàng lạc tử, thổ đầu đà, đồng họa và sở doanh. Ngoại trừ tàng lạc tử, miếu minh thần, còn có đồng họa và thổ đầu đà đều không có biểu hiện gì. Những người còn lại, trên mặt ít nhiều đều có động dung. Miếu minh thần tin tưởng nhất là ba người quỷ thất gia, nữ tiên hoa điệp và phong tướng. Nhưng lần sắp xếp này, y không thông báo cho bọn họ. Bởi vậy cả ba đều rất kinh ngạc. Tàng lạc tử, Thổ Đầu Đà và Đồng Họa, ngày thường Miếu Minh Thần cũng có tiếp xúc, cũng khá là hiểu rõ ba người. Ba người đều là cường giả hiếm có trong số cổ tiên thất chuyển Đông Hải. Ở Đông Hải, số lượng tán tiên là nhiều nhất, đồng thời cấp độ còn cao hơn một tầng so với bốn vực khác, bởi vì tài nguyên Đông Hải là phong phú nhất. Trong lòng Miếu Minh Thần lo lắng nhất chính là Sở Doanh. Người này là ẩn tiên, tiếp xúc một hai lần đã để lại ấn tượng khá sâu cho Miếu Minh Thần. Nói thật, miếu minh thần vốn không định mời sở doanh nhưng nhớ đến việc sở doanh trước đó đã có mâu thuẫn với nhậm tu bình lại có ân cứu mạng với phong tướng và nữ tiên hoa điệp quan trọng hơn là trong tay hắn còn rất nhiều thọ cổ nhiều yếu tố cộng lại mới khiến cho miếu minh thần quyết định mời sở doanh tham gia lần hành động này chỉ có một mình miếu minh thần y biết được vị trí cụ thể của thương lam long kình như vậy y mời bất kỳ ai người đó cũng đều thiếu y một phần ân tình Miếu Minh Thần muốn hợp tác với Phương Nguyên, không đề cập đến cái khác, nội thọ cổ trong tay Phương Nguyên cũng đủ làm Miếu Minh Thần động tâm không thôi. Chiêu này của Tàng Lạc Tử cũng khiến sở doanh biến sắc. Về phần thổ đầu đà và đồng họa, không biết miễn dịch hay là cố tình tỏ ra trấn định. Miếu Minh Thần thu hết mọi biểu hiện của chúng tiên vào mắt, chợt cười ha hả, Tàng Lạc Tử tiên hữu đúng là hảo thủ đoạn. Thổ đầu đà hừ lạnh một tiếng, còn đồng họa thì lường Tàng Lạc Tử một cái. Ánh mắt Phương Nguyên nhìn Tàng Lạc Tử ngoài mặt thì kinh ngạc nhưng trong lòng thì cười lạnh. Ánh mắt Tàng Lạc Tử đảo qua sở doanh, sau đó chạm vào ánh mắt của thổ đầu đà và đồng họa, cao giọng cười một tiếng, lại ném ra một con phàm cổ tính đạo khác. Bên trong phàm cổ tính đạo có ghi lại nội dung cụ thể của Minh Ước. Sau khi mọi người xem qua, có người gật đầu biểu hiện đồng ý, có người thì đề nghị chỉnh sửa lại nội dung. Đương nhiên, những nội dung này không ảnh hưởng toàn cục. Miếu Minh Thần hiển nhiên tự cho mình là đầu lĩnh, lãnh tụ chúng tiên, hiệp thương thỏa đáng, lấy tàng lạc tử ra tay ký kết minh ước cuối cùng. Minh ước đã thành, chúng tiên nhìn nhau cười một tiếng, không khí trở nên hòa hoãn rất nhiều. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi thôi. Miếu Minh Thần lôi lệ phong hành đi trước, quần tiên theo sát đằng sau. Miếu Minh Thần bay nhanh trên không trung, sau đó rơi xuống biển. Không trung không dễ ẩn tàng, rất dễ bị người ta cảm giác nếu nhậm tu bình nhận được tin tức của lần hành động này nhất định sẽ không ngồi chờ chết tiến vào trong nước biển lợi dụng mạch nước ngầm dưới đáy biển phương nguyên suy đoán trong lòng một lát sau quả nhiên như hắn đã sở liệu miếu minh thần dẫn quần tiên xuyên thẳng qua đáy biển nhìn thấy một mạch nước ngầm vắt ngang rãnh biển như một con cự mãn miếu minh thần giảm dần tốc độ cuối cùng lơ lửng trước mặt nước ngầm dưới đáy biển miếu minh thần nhìn tàn lạc tử Trước khi tiến vào mạch nước ngầm đáy biển, để đảm bảo an toàn, mọi người không bị phân tán, mời tàng lạc tử ra tay. Ta biết ngươi có một sát chiêu tiên đạo có thể tiêu ký đám người chúng ta, để chúng ta có thể cảm nhận được vị trí lẫn nhau. Đây cũng là một thủ đoạn khống chế cục diện. Nhưng miếu minh thần lại không sử dụng trong thời điểm ký kết minh ước, mà thuận thế đưa ra trước khi tiến vào mạch nước ngầm, khiến người ta không cách nào phản bác. Miếu minh thần tiên hữu thật muốn làm như thế sao? Tàng lạc tử hơi do dự. Miếu minh thần cười sang sảng một tiếng, chúng ta đã ký kết minh ước, tương lai còn phải hợp tác chân thành, thăm dò chân truyền nhạc thổ tiên tôn, chẳng lẽ chúng ta còn không thể tin tưởng nhau sao? Lời nói của y có thâm ý, khiến mắt đồng họa, thổ đầu đà sáng lên, không khỏi tán đồng, khẽ gật đầu. Tàng lạc tử nhìn chung quanh một vòng, mời chư vị tiên hữu đừng thẩn trương, cũng không phòng ngự. Chiêu này của ta không có uy năng công phạt. Phương Nguyên nói, mời hành động. Để cho ta trước. Phong tướng dẫn đầu đứng dậy. Tàng lạc tử thi triển sát chiêu tiên đạo với phong tướng trước, những người khác thay phiên nhau tiếp nhận. Một lát sau, chúng tiên đều trúng sát chiêu tính đạo, có thể cảm nhận được vị trí của nhau. Xong rồi. Xin hãy theo sát ta. Tốc độ mạch nước ngầm đáy biển rất nhanh. Chỉ cần chậm một chút sẽ bị tách một khoảng rất xa. Miếu Minh Thần dặn dò một tiếng, sau đó chui vào trong mạch nước ngầm. Đám người phương nguyên theo sát đằng sau. Mạch nước ngầm dưới đáy biển Đông Hải, phương hướng không đồng nhất, dài ngắn khác nhau, mới tới cũ đi, chính là vĩ lực thiên địa của tự nhiên. Thuận theo mạch nước ngầm tiến lên, tốc độ của quần tiên so với sát chiêu tiên đạo bình thường nhanh hơn một chút. Quan trọng là chỉ cần phòng ngự bản thân, rất ít dùng sức. Nếu có thủ đoạn của cổ tiên thủy đạo, còn có thể lợi dụng mạch nước ngầm tiến lên, thậm chí còn phòng ngự bản thân hung hãn đối địch phương nguyên đi chính giữa hắn cũng có quen biết với người trong đội ngũ ví dụ như nữ tiên hoa điệp bên cạnh hắn thỉnh thoảng lại truyền âm giao lưu với hắn phương nguyên vừa trả lời qua loa vừa xem xét đạo ngân tính đạo trên người mình quan sát một lúc phương nguyên cảm thấy yên lòng muốn thanh trừ những đạo ngân tính đạo này cũng không quá khó khăn phương nguyên có rất nhiều phương pháp đồng thời còn có sát chiêu khiết thân tự hảo, chuyên khắc chế trói buộc tính đạo. Nhưng bây giờ không phải là cơ hội tốt. Chư vị tiên hữu, chúng ta sắp ra rồi, hãy theo sát ta. Đằng trước, miếu minh thần bỗng nhiên truyền âm. Sau mấy hơi thở, y chui ra khỏi mạch nước ngầm, những người còn lại theo sát đằng sau, một người cũng không bị bỏ lại. Sau khi rời khỏi mạch nước ngầm, Phương Nguyên rất nhanh phát hiện mình đang ở một vùng biển vô danh bình thường. Hành trình sau đó, quần tiên lại lợi dụng mạch nước ngầm đáy biển để đi đường. Nếu không có mạch nước ngầm thì lặng yên tìm ẩn dưới đáy biển để tiến lên, vô cùng thấp điệu. Cho dù gặp phải hoang thú cản đường hay hoang thú thượng cổ, tất cả đều lấy né tránh làm chủ. Đụng phải tài nguyên tự nhiên nào cũng đều bỏ qua không lấy. Cứ như vậy, đi đường liên tục mấy ngày, không ngừng giao lưu, không khí đội ngũ càng thêm hòa hợp. Miếu Minh thần giao tiếp với mọi người rất tốt, một mực ổn định vị trí đầu lĩnh đang cười nói, bỗng nhiên y dừng lại, chúng ta gần đến rồi. Quần Tiên không khỏi phấn chấn. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy nghi hoặc. Hắn đã thi triển mấy sát chiêu điều tra nhưng cũng không phát hiện được gì, càng không rõ Miếu Minh thần rốt cuộc dùng phương pháp gì mà chắc chắn như thế. Thế nhân đã sớm biết đến sự tồn tại của Thương Lam Long Kình, nhưng vị trí cụ thể của nó vô cùng thần bí. Miếu Minh thần có thể biết được địa điểm, thủ đoạn tất nhiên là cực kỳ độc đáo bản thân phương nguyên có tu vi bát chuyển chiến lược hùng hồn muốn giết chết miếu minh thần sư hồn vẫn có khả năng nhưng trong này cũng có phong hiểm thủ đoạn của cổ tiên từ trước đến giờ luôn thần bí khó lường khó tránh khỏi lật thuyền trong mương cho nên phương nguyên kiềm chế bất động vẫn luôn tiềm ẩn khi nào thật sự đến thương lam long kình ra tay cũng không muộn khoảng cách càng lúc càng gần quần tiên đều phát hiện được chỗ bất thường mặt nước biển trở nên càng lúc càng chảy xiết trước đó giống như mưa phùn, hiện tại trở thành mưa to gió lớn, lực cản tiến lên tăng gấp bội. Số lượng hoang thú, hoang thú thượng cổ tăng vọt, thân bất do kỹ bên trong hải lưu cuồng bạo. Đám người phương nguyên không thể không vừa tiến lên vừa đồ sát hoang thú, giết ra một đường máu. Lúc này, thực lực của mọi người cũng bắt đầu thể hiện. Chiến lực của phong tướng, nữ tiên hoa điệp là yếu nhất, rất nhanh đã biến thành người được bảo vệ. Miếu Minh Thần vẫn dẫn đầu tiến lên như cũ, đảm nhiệm vị trí tiên phong, chịu áp lực lớn nhất. Phía sau y là đồng họa và tàng lạc tử. Thổ đầu đà là cổ tiên thổ đạo, trong hoàn cảnh này, chiến lực của gã chịu áp chế nhiều nhất. Sau đó là đến phương nguyên. Lúc này, hắn đã biến thành một con hải mã bỏ túi, lớn cỡ lòng bàn tay, hành động như điện. Thực lực của hắn chỉ thuộc hạng trung trong đội ngũ, không nóng không lạnh. Khó khăn tiến lên, lộ trình đằng trước càng thêm ác liệt, Đến khi hoang thú thái cổ xuất hiện, chúng tiên đều biết đã không còn lao xuống như trước nữa. Miếu Minh Thần mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ có tu vi thất chuyển. Đi theo Miếu Minh Thần, mọi người bay ra khỏi nước biển, bay vào không trung. ầm ầm Gió lốc cuồng quyển trên bầu trời, thiểm điện như rừng, tiếng sấm rền rỉ, mây đen thành hình. Sóng dâng cao trên mặt biển gần trăm trượng. Tình thế hiểm ác, không thua gì dưới đáy biển rất nhiều ác ưng xoay quanh trong sấm sét vang dội chém giết lẫn nhau trong mây đen bị lam điện ảnh thoáng hiện bị hoang thú thái cổ lôi hoàng truy đuổi nhìn thấy đôi cánh của lôi hoàng lóe lên trong mây đen rồi biến mất đám người miếu minh thần không khỏi hít một hơi khí lạnh mau đi theo ta miếu minh thần truyền âm lông tơ toàn thân nổi lên xông về phía trước cổ tiên đều có thủ đoạn tiềm ẩn của riêng mình nhưng tình huống lúc này rất hỗn loạn không có phương pháp nào an toàn chỉ có tranh thủ rời xa mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lôi hoàng rít lên, lao xuống đám người phương nguyên. Nước biển nổ tung, một con bạch tuộc thái cổ to như núi vung ngàn vạn cái tua của mình, săn đám người miếu minh thần như săn thức ăn. Đáng chết! Cương mặt miếu minh thần vặn vẹo, gần như muốn nghiến nát răng. Còn chưa đến thương lam long kình, bọn họ đã thân hãm tuyệt cảnh, khí tức tử vong đập vào mặt. Tách ra trốn. Do dự một chút, Miếu Minh thần gào lên. Các cổ tiên vội vàng chia nhau ra trốn. Trăng rắc. Tốc độ lôi hoàng cực nhanh, trong chớp mắt đã giết đến trước mắt Phương Nguyên. Sở doanh tiên hữu. Nữ tiên hoa điệp được quỷ thất gia mang theo, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi la thất thanh. Cứu ta. Phương Nguyên hô to một tiếng, gương mặt tràn ngập tuyệt vọng. Sau một khắc, hắn bị lôi hoàng nhào trúng, toàn thân trên dưới đều bị điện giật thành than cốc chết trận giữa đường. Sở doanh tiên hữu, nhìn thấy cảnh tượng này, bảy vị cổ tiên còn lại cùng loạn, chạy trốn càng thêm hoảng loạn. Hoành Một quả lôi cầu to bằng cái thất hung hăng nện xuống lưng miếu minh thần. Phốc Toàn thân miếu minh thần rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhật càng thêm trắng bệch. Y vội vàng lấy lại tinh thần, thôi động sát chiêu tiên đạo. Sau một khắc, y biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện đằng trước mấy ngàn bước. Nhưng cho dù ở đâu, cũng là lôi điện đang xen, mảnh thú bay múa, tình huống đã đến mức độ xấu nhất. Không nghĩ đến miếu minh thần ta lại phải chết ở đây. Gương mặt miếu minh thần tràn ngập tuyệt vọng. Chân truyền nhạc thổ tiên tôn không phải rất ôn hòa sao? Tại sao lại hung hiểm như thế? Nhưng những câu hỏi này đã không còn quan trọng. Tiên nguyên bên trong tiên khiếu của miếu minh thần đã khô cạn mặc dù phần lớn tiên cổ vẫn còn nhưng y đã như nỏ mạnh hết đà cú tránh vừa nãy đã là dãy dụa sau cùng của y tiếng thú gào thét gần như muốn đâm rách màng nhĩ của y lôi hoàng thái cổ một lần nữa đánh tới nhìn bốn phía tám vị cổ tiên chỉ còn lại một mình miếu minh thần y y là người kiên trì lâu nhất những người còn lại đều lần lượt bỏ mình sớm biết như vậy ta vạn lần không nên thăm dò chân truyền nhạc thổ tiên tôn thương lam long kình còn chưa nhìn thấy ta đã phải chết. Ha ha ha, nếu nhậm tu bình biết được, chắc sẽ cười đến rớt hàm răng. Trong lòng miếu minh thần vô cùng hối hận nhưng cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Người sống một đời, con đường trước mặt là sáng hay tối, ai có thể tính được chứ? Ngay cả cổ tiên trí đạo tinh túc tiên tôn cũng tính được sao? Đến đi. Miếu minh thần thở dài, ưỡn ngực, thản nhiên đối mặt với lợi trảo của lôi hoàng. Đau đớn một lát, sau đó là bóng tối vô biên ta đã chết rồi sao? Miếu Minh thần hoảng hốt. Lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh truyền đến, Miếu Minh thần đại nhân, tỉnh lại, mau tỉnh lại. Miếu Minh thần lập tức mở hai mắt ra. Sau đó, y liền thấy vẻ mặt ân cần của nữ tiên hoa điệp đang ở trước mặt y, còn có quỷ thất gia, phong tướng, thổ đầu đà, những người chết trận sớm nhất đều có mặt. Bọn họ đều đang mỉm cười. Các người, chuyện gì xảy ra thế? Mắt miếu minh thần bỗng nhiên sáng lên Khoan đã Đây là một khảo nghiệm sao Miếu tiên hữu đoán đúng rồi Kết quả thảo luận của chúng ta cũng là như thế Thổ đầu đà cười ha hả một tiếng rồi đáp lại Không nghĩ đến còn chưa đến thương lam long kình Khảo nghiệm thứ nhất đã có Nhưng khảo nghiệm này không khỏi quá hung hiểm Miếu minh thần lắc đầu không ngừng Trong lòng vẫn còn khiếp sợ Y vừa nói vừa kiểm tra thương thế của bản thân Sau một khắc y hoàn toàn sửng sốt. Thì ra thương thế trên người y đã không cánh mà bay. Cổ trùng tổn thương cũng đã được chữa trị, thậm chí tiên nguyên khô cạn trong tiên khiếu cũng đã được khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, miếu minh thần ngẩng đầu lên, chẳng lẽ những gì chúng ta thấy vừa nãy là ảo giác sao? Đúng là như vậy. Nhạc thổ tiên tôn đúng là lợi hại. Người trong cuộc chúng ta vẫn không phát hiện được gì, cho đến khi bỏ mình mới nhận ra. Suy nghĩ kỹ một chút, nhạc thổ tiên tôn có thể khai sáng ra chiến trường luân hồi, thiết kế khảo nghiệm này, đối với ông ấy mà nói hoàn toàn là việc không khó. Trong lịch sử ghi chép, nhạc thổ tiên tôn vì tinh phục chiến ma cường giả bác chuyển mà sáng tạo ra loại sát chiêu tiên đạo này. Chiến trường luân hồi là tác phẩm đỉnh cao của ông. Qua nhiều năm như thế, chiến trường luân hồn đã bồi dưỡng không biết bao nhiêu cổ tiên cường giả cho 10 đại cổ phái Trung Châu. Nếu minh thần thở dốc mấy hơi, não càng lúc càng thanh tĩnh, ta nghĩ đây cũng là lời khuyên của nhạc thổ tiên tôn. Dù sao, một khi trải qua tử vong, việc gì cũng đều nhìn thoáng được. Đại nhân nói đúng, cảm giác tử vong khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm. Phong tướng cảm khái. Đồng thời, điều này cũng kiểm nghiệm chiến lực của một người. Miếu minh thần tiên hữu, ta không thể không bội phục ngươi. Biểu hiện của ngươi trong huyễn cảnh, chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng. Ngươi là người kiên trì lâu nhất trong số chúng ta đồng họa cười nói. Miếu Minh Thần vừa vui vừa lo. Vui là biểu hiện của y đã làm tăng uy tín của y trong đội ngũ rất nhiều. Lo là đa số thủ đoạn của y đã bị bại lộ. Dù sao, trong thời khắc sinh tử tồn vong, ai giữ lại làm chi chứ? Miếu Minh Thần bỗng nhiên nghĩ đến Phương Nguyên, chuyển ánh mắt sang chỗ khác, sở doanh tiên hữu, không nghĩ đến ngươi lại là một trong những người dùng sức ít nhất trong số chúng ta. Lời này của Miếu Minh Thần tất có thâm ý. Phương Nguyên thở dài, hổ thẹn cười khổ, nói thật, một khắc tử vong tiến đến, cảm giác của ta cực kỳ không dễ chịu, trong lòng chửi rủa vì sao ta lại xui xẻo như vậy, tại sao lại bị lôi hoàng thái cổ để mắt đến. Kết quả khi tỉnh lại, ta phải mất thời gian rất lâu mới tỉnh ngộ. Có tiên cổ thái độ, biểu hiện của hắn rất tự nhiên. Miếu Minh Thần nhìn chầm chầm Phương Nguyên thật lâu, nhìn thấy rõ thần thái của hắn, hoài nghi vừa mới dâng lên trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nữa. Ở đây là nơi nào? Miếu Minh thần liếc nhìn chung quanh, chỉ thấy mọi người đang đứng trên một đảo nhỏ không người. Chung quanh đảo nhỏ là nước biển mênh mông, bát ngát. Trong nước biển có thể nhìn thấy từng đàn cá. Bọc nước bắn tung tóe trên mặt biển, gió biển chậm chậm. Chim hải âu màu trắng kêu to, có con thì xoay quanh trên cao, có con thì dán chặt dưới mặt biển. Chúng ta đang định hỏi ngươi, khi tỉnh lại, tất cả đều ở chỗ này, cũng không biết tiếp theo nên đi hướng nào đồng hòa hỏi miếu minh thần gật đầu chư vị mời chờ một lát nói xong y liền nhắm hai mắt lại thôi động một sát chiêu tiên đạo thần bí đây hiển nhiên là thủ đoạn định vị thương lam long kình độc đáo của y nhưng dựa vào mặt ngoài căn bản khó mà thể ngộ được nội hàm của loại thủ đoạn này sau khi hai mắt miếu minh thần nhắm lại rất nhanh mở ra ánh mắt hiện lên sự vui sướng và chấn kinh chư vị nếu ta đoán không sai Nơi này chính là thế giới bên trong Thương Lam Long Kình. Miếu Minh thần nói, cái gì? Chúng tiên đều kinh ngạc không thôi. Liên quan đến tình huống của chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn, bọn họ nhiều ít cũng biết được một chút. Nhạc Thổ Tiên Tôn đã thu phục được Thương Lam Long Kình, đồng thời cũng mở ra Tiên Khiếu Động Thiên cho nó. Bên trong động thiên có lưu lại một chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn. Rất nhiều năm trôi qua, có không ít cổ tiên có ý định tìm kiếm Thương Lam Long Kình nhưng cuối cùng cũng không tìm được gì các cổ tiên ở đây còn muốn chiêm ngưỡng phong thái của thương lam long kình không nghĩ đến lại mơ hồ tiến vào động thiên của nó bố cục của nhạc thổ tiên tôn quả nhiên không phải những người như chúng ta có thể hiểu thấu được nói như vậy thật ra tiến vào nơi này cũng không có gì khó khăn vậy tại sao trước đó lại không có ai đến được nơi này là thương lam long kình quá mức khó tìm sao như vậy tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào đồng hòa hỏi ánh mắt quần tiên đều tập trung trên người miếu minh thần miếu minh thần vô cùng hài lòng với tình huống như vậy các cổ tiên đều không bị phân tán tất cả đều đoàn kết ở bên cạnh y như cũ không uổng phí lúc trước y móc sạch tâm tư để giữ vững địa vị bản thân như thế nói thật ta cũng không rõ lắm nếu chúng ta đã tiến vào thế giới động thiên như vậy chúng ta đã thành công một nửa tiếp theo chính là tìm kiếm chân truyền nhạc thổ tiên tôn ở đây nơi này rốt cuộc cũng là nơi xa lạ cũng không biết qua vô số năm bên trong sinh sống những sinh vật gì vì lý do ổn thỏa chúng ta vẫn nên kết đội mà đi cho dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chúng ta cũng có thể chiếu cố lẫn nhau lời nói của miếu minh thần khiến quần tiên đều gật đầu đồng ý lúc này phương nguyên lên tiếng ta có một kiến giải vụng về chúng ta đã đến đây rồi và đây cũng là bố trí của nhạc thổ tiên tôn Hiển nhiên hòn đảo mà chúng ta đang đứng cũng không đơn giản. Chúng ta trước tìm kiếm hòn đảo này thật kỹ một chút. Các người không thăm dò trước đó à?" Miếu Minh thần hỏi. Quần Tiên lắc đầu, lại có một số người nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV cười khổ, "Tuy ta là người đầu tiên đến đây, nhưng sau khi hiểu ra bên ngoài chỉ là ảo giác, ta sợ nơi này có nguy hiểm, cho nên cứ ở đây chờ." Được vậy chúng ta phân tán ta tìm kiếm hòn đảo nhỏ này. Miếu Minh thần phân công nhiệm vụ tìm kiếm. Bản thân hòn đảo nhỏ này không lớn. Người bên phía phương nguyên lại nhiều, rất nhanh đã có người phát hiện manh mối, kêu lên, mau đến đây đi, ở đây có một tiên cổ ốc bác chuyển. Một lát sau, tám vị cổ tiên đứng trước mặt tiên cổ ốc. Tạo hình của tiên cổ ốc này khá kỳ lạ. Từ bên ngoài nhìn vào giống như một tấm bia được làm bằng vàng. Mặt ngoài tấm bia không ngừng hiện lên rất nhiều văn tự. Phong tướng xem qua vài lần nội dung văn tự, lớn tiếng kinh hô, thì ra nơi này là chân truyền của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Nữ tiên hoa điệp bên cạnh không khỏi cau mày, nhưng muốn kế thừa được phần chân truyền này, phiền phức rất lớn. Dựa theo nội dung ghi trên tấm bia, tiên cổ ốc này chính là bản công đức cấp độ bát chuyển, chiếu ứng toàn bộ thế giới động thiên. Cổ tiên bên ngoài muốn thu được chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn nhất định phải hoàn thành các loại nhiệm vụ được ghi trên tấm bia, sau khi hoàn thành sẽ thu hoạch được công đức. Công đức càng nhiều, món đồ được đổi sẽ càng có giá trị. Nếu không đồng ý quy định, các cổ tiên chỉ có thể ở lại trên hòn đảo nhỏ này mà không thể ra ngoài đến những nơi khác bên trong động thiên. Dựa theo nội dung ghi trên tấm bia, chúng ta ở đây chỉ được 300 ngày. Đồng họa tiếc núi nói. 300 ngày tất nhiên là tính theo thời gian bên trong động thiên thương Lam Long Kình. 300 ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ gì chứ? Ánh mắt tàn lạc tử lóe lên tinh mang. Nhiệm vụ trên bí văn có hạn, chỉ có 10 cái, cái nào cũng không giống nhau, điều này đồng nghĩa với việc các cổ tiên phải cạnh tranh nhau rất nhiều. Những người khác cũng không ngu, rất nhanh ý thức được vấn đề, nhất thời bầu không khí dần trở nên nặng nề. Miếu Minh thần nhạy bén nhận ra được không khí thay đổi. Y lên tiếng, chư vị, mặc dù bí văn có ghi chép rõ ràng, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta đến đây không loại trừ những khả năng khác theo ý của ta chúng ta nên thí nghiệm trước một phen xem có thể rời khỏi hòn đảo này hay không đồng thời ta mời các vị cùng nhau nghiên cứu tiên cổ ốc kia nếu có phương pháp phá giải bỏ nó vào trong túi đây cũng là chuyện tốt tiên quần tiên đập thình thịt đây chính là tiên cổ ốc bát chuyển nếu có thể phá giải thu hoạch tất nhiên sẽ cực kỳ phong phú miếu minh thần lại nói khi chúng ta tìm kiếm ta phát hiện trên hòn đảo này có rất nhiều tài nguyên tu hành số lượng còn không ít chúng ta không cần quan tâm cái khác trước phân chia những thứ này các vị nghĩ sao quần tiên có chỗ tốt để lấy nào có ai từ chối chứ lúc này tất cả đều cùng nhau hưởng ứng hòn đảo tuy nhỏ nhưng cất giữ tài nguyên tu hành lại không ít mật độ số lượng dự trữ dĩ nhiên là để bồi dưỡng cổ tiên Phương Nguyên và những người kia tiến hành vơ vét, sau đó bắt đầu phân phối. Phương Nguyên đóng vai sở doanh là cổ tiên biến hóa đạo, vì thế hắn thu không ít tiên tài biến hóa đạo. Những bởi vì biến hóa đạo là lấy một đạo chiếu rọi vạn đạo, chủng loại tiên tài phong phú, bao hàm rộng lớn. Ví dụ như hồn hạch hồn thú, bản thân là tiên tài hồn đạo, nhưng nếu có cổ tiên biến hóa đạo đặc biệt biến thành hồn thú, hồn hạch cũng được xem là tài nguyên tu hành biến hóa đạo. Phương Nguyên dùng biến hóa đạo để che giấu, từ đó trọng điểm thu được rất nhiều tiên tài trụ đạo. Tàng lạc tử giống như tùy ý hỏi, chẳng lẽ sở doanh tiên hữu có biến hóa đạo trụ đạo sao? Tại sao lúc ở ảo cảnh bên ngoài lại không thấy ngươi dùng? Phương Nguyên miễn cười đáp, ta chỉ là gặp may. Các vị chắc biết tên ma đầu Phương Nguyên chứ? Tiên tài trụ đạo này có thể đổi lấy không ít đồ tốt bên trong bảo hoàng thiên đấy. Nếu ta cạnh tranh với các vị, không khỏi tổn thương hòa khí. Ha ha ha, biện pháp của Sở Doanh Tiên hữu rất tốt, tại sao ta lại không nghĩ đến nhỉ?" Thổ Đầu Đà bật cười. Tinh mang lóe lên trong mắt Tằng Lạc Tử. Hắn ta im lặng, không nói gì nữa. Sau khi trải qua một trận kinh hải trong ảo cảnh bên ngoài, tâm trạng Quần Tiên đã thay đổi tốt hơn. Dù sao thu hoạch cũng không ít. Nhất là Miếu Minh Thần. Y cũng không thiên vị mình, phân phối công bằng, khiến cho không khí bên trong đội ngũ khá hòa hợp. Nửa ngày sau, quần tiên một lần nữa tập trung trước tiên cổ ốc bác chuyển bi công đức. Dựa theo ghi chép trên bi công đức, những tư nguyên này đều do nhạc thổ tiên tôn bố trí năm đó, chính là để cho những cổ tiên không muốn tiếp nhận nhiệm vụ đến một chuyến không công. Nhạc thổ tiên tôn đúng là tốt bụng. Đồng họa cảm khái không thôi. Quỷ thất gia trầm ngâm nói, hiện tại tất cả chúng ta đều đã ra tay qua, thăm dò từng người, hòn đảo nhỏ này đúng là không thể cưỡng ép đột phá được còn có bi công đức này nữa, cũng không phải chúng ta có thể phá giải. Phong tướng nói tiếp. Quần tiên im lặng. Nhạc thổ tiên tôn bố trí, sao lại có thể dễ dàng phá giải chứ? Nhất là những cổ tiên ở đây, ngoại trừ phương nguyên, tất cả đều chỉ có tu vi thất chuyển. Mặc dù có một số người là cường giả tinh anh trong thất chuyển, nhưng đối mặt với thủ đoạn của tiên tôn, nói chung là không đủ nhìn. Không biết miếu minh thần tiên hữu có ý kiến gì chính xác không? Đồng họa hỏi tiếp. Miếu Minh Thần khẽ lắc đầu, ta hoàn toàn không biết gì về chân truyền nhạc thổ tiên tôn, cũng không khác gì các vị. Trong mắt của ta, nếu chúng ta không thể phá giải được bố trí của nhạc thổ tiên tôn, vậy thì chỉ có hai con đường. Thứ nhất, chính là không tiếp nhận nhiệm vụ trên tấm bia, ở đủ 300 ngày trên hòn đảo nhỏ này. Thời hạn vừa đến, chúng ta sẽ được truyền tống ra ngoài. Thứ hai, dựa theo chỉ thị trên bí văn mà làm. Quần tiên nhìn nhau. Không thể nghi ngờ, tài nguyên trên hòn đảo đã được phân chia. Ai lại muốn ngây người ở đây đến 300 ngày chứ? Chúng tiên đã nếm được món ngon, đối với chân truyền nhạc thổ tiên tôn cũng hứng thú hơn. Bọn họ nghĩ rằng, tài nguyên tu hành trên hòn đảo chẳng qua chỉ là món khai vị, bởi vậy càng có thể thấy được giá trị của chân truyền nhạc thổ tiên tôn. Nhưng muốn tiếp nhận nhiệm vụ, nhất định phải được đi công đức thừa nhận. Quá trình này có chút cùng loại với cổ mệnh bài, cổ hồn đăng của gia tộc nhưng lại có tính ước thúc mạnh hơn. Nếu đây là một cái bẫy, chuyện thế gian, từ trước đến nay đều là lợi ích và nguy hiểm đi chung. Lần này chúng ta thăm dò chân truyền nhạc thổ tiên tôn, không phải là mạo hiểm sao? Ta đã quyết định tiếp nhận nhiệm vụ. Đây là bố trí của nhạc thổ tiên tôn, cho nên sẽ không có vấn đề gì. Chân truyền đang ở trước mắt, nếu ngừng chân không tiến lên, tương lai sợ rằng sẽ hối hận. Sau một phen trao đổi, trong tám vị cổ tiên, không một ai lùi bước dựa theo ghi chép trên bí văn tám người thay phiên nhau đi về phía trước đưa bàn tay kề sát vào tấm bia ánh sáng hiện lên tên của tám vị cổ tiên được hiện lên trên bí văn tạo thành một danh sách tên của phương nguyên cũng ở bên trong nhưng lại là hai chữ sở doanh điều này khiến phương nguyên âm thầm thở vào một hơi hắn đã dò xét qua tấm bia công đức lấy thổ đạo âm đạo làm chủ không phải hắn có thể phá giải được đương nhiên nếu cưỡng ép phá hủy, với chiến lực bây giờ, hắn hoàn toàn có khả năng. Nhưng làm vậy phong hiểm quá lớn. Chi bằng tiếp tục ngụy trang, cùng với những người kia tiếp tục thăm dò. Cổ tiên của thế giới này có thủ đoạn vô tận. Bi công đức lại là tiên cổ ốc bát chuyển, là thủ bút của nhạc thổ tiên tôn, rất có khả năng sẽ hiện lên tên thật của cổ tiên. Cũng may nó không có uy năng này. Nếu không, thân phận phương nguyên bị bại lộ, chỉ sợ sẽ phải ra tay hạ sát những người chung quanh dù sao thân phận của hắn quá nhạy cảm khó đảm bảo những người kia không có thủ đoạn quỷ dị cho dù không có tính uy hiếp nhưng dẫn đến lực lượng thiên đình cũng không tốt không thăm dò tình trạng rõ ràng ta không nên tùy tiện ra tay với những người này dù sao đây cũng là chân truyền nhạc thổ tiên tôn cái mà ông ấy chú trọng là khoan dung độ lượng nhân từ và tha thứ nếu ta tùy tiện giết chóc Sợ sẽ có tình huống không hay xảy ra. Tám vị cổ tiên đã có tên trên bia công đức, bắt đầu nghiên cứu nhiệm vụ. Nhiệm vụ ghi trên bí văn có 10 cái. Mỗi một nhiệm vụ đều lợi ích mà ý nhiều, cần cổ tiên tiến hành phỏng đoán. Ví dụ như nhiệm vụ xếp thứ nhất chính là diệt trừ thủy quái thành đại bàn biển chung quanh. Thủy quái cùng loại với hồn thú, đều là đạo thú, hình thái thiên kỳ bách quái. Sau khi chết, cơ thể sẽ tiêu tán, chỉ còn lại thủy hạch, hồn hạch đây chính là tiên tài ẩn chứa đạo ngân thủy đạo hồn đạo phong phú thủy quái cấp độ gì là hoang thú hay hoang thú thượng cổ cũng không nói rõ thành đại bàn biển thành đại bàn biển ở đâu cũng không chỉ rõ diệt trừ thủy quái thì còn có thể phỏng đoán một chút nhưng các nhiệm vụ còn lại đều rất kỳ lạ ví dụ như xây dựng giếng nước trên đảo ngư viên thu thập dược liệu tam vân bộ còn quản lý nguyên tuyền bảo vệ thương đội tu bổ đại trận Tám người ngẩng đầu nhìn bi công đức, suy nghĩ một lát, tàng lạc tử thở dài nói, thủ đoạn tính đạo của ta hoàn toàn vô dụng với tiên cổ ốc bác chuyển này. Xem ra chúng ta lựa chọn nhiệm vụ nào chỉ dựa vào vận khí. Để ta trước. Ta chọn nhiệm vụ diệt trừ thủy quái. Những người khác đều im lặng. Tuy tàng lạc tử nói như vậy, nhưng thật ra từng nhiệm vụ đều có phân chia. Dựa theo lẽ thường mà suy đoán, độ khó nhiệm vụ càng cao, công đức lấy được sẽ càng lớn. Thủy quái ít nhất cũng là hoang thú, diệt trừ thủy quái đương nhiên độ khó sẽ cao hơn một chút, công đức ban thưởng đối ứng sẽ không tầm thường. Về phần quản lý nguyên tuyền, bảo vệ thương đội, đây đều là nhiệm vụ cấp độ phàm nhân. Độ khó cao nhất chính là diệt trừ thủy quái. Tằng lạc tử chọn lựa như vậy, không thể nghi ngờ là đã cướp đi một tảng mở dày. Không khí trong đội ngũ lập tức thay đổi. Tằng lạc tử im lặng không nói, nhưng trong lòng hắn ta lại có chút khẩn trương. Miếu Minh Thần gật đầu, xem như đồng ý, các người chọn đi, ta sẽ là người chọn cuối cùng. Miếu Minh Thần vừa nói xong, ánh mắt các cổ tiên nhìn hắn hơi thay đổi một chút. Miếu Minh Thần khoát tay, các vị đừng nên xem trọng ta. Ta chẳng qua chỉ cảm thấy nhạc thổ tiên tôn đã có bố trí như vậy, sao có thể không nghĩ đến hai chữ công bằng. Những nhiệm vụ này nhìn thì đơn giản, nói không chừng cũng không đơn giản như vậy. Đối với suy luận này của Miếu Minh Thần, quần tiên có người gật đầu. Đồng họa nói, vậy ta xin lựa chọn nhiệm vụ thứ hai. Thổ đầu đà cũng lập tức đưa ra lựa chọn. Lựa chọn của bọn họ đều nhất trí với tàng lạc tử, rõ ràng nhìn qua đều hơi khó khăn. Thổ đầu đà lựa chọn xong, còn thừa một nhiệm vụ có vẻ khó. Các nhiệm vụ còn lại thì khá bình thường. Những người còn lại bao gồm miếu minh thần, phương nguyên, quỷ thất gia ba vị cổ tiên thất chuyển. Tiếp theo, xin mời sở doanh tiên hữu lựa chọn miếu minh thần nhìn thoáng qua cười nói phong tướng nữ tiên hoa điệp đều đứng bên cạnh y từ đầu đến cuối không nói một lời khoan đã lúc này quỷ thất gia lại lên tiếng các vị tiên hữu thật không dám giấu ngay từ khi xem qua ta đã coi trọng nhiệm vụ này quần tiên không khỏi nhìn nhau miếu minh thần quay lại nhìn quỷ thất gia ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên và phê bình nhưng quỷ thất gia làm như không nhìn thấy mà quay sang nhìn Phương Nguyên. Tưởng ta là quả hồng mềm dễ bóp à. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng, ngoài miệng thì nói, nếu quỷ thất gia có duyên với nhiệm vụ này, vậy rõ nói nó hữu duyên với quỷ huynh. Ta cũng không đoạt chỗ tốt của người ta. Ừm, vậy ta chọn nhiệm vụ thứ bảy. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy nhiệm vụ thứ bảy là thu thập dầu đen cống ngầm dưới đáy biển. Đây là chuyện mà cổ sư Phạm Nhân cũng có thể làm. Miếu Minh thần vội nói, sở doanh tiên hữu. Miếu Huynh không cần kiêm tốn nữa. Huynh có đồng bạn như vậy, thật sự khiến người ta phải hâm mộ. Đây là điều mà Huynh nên có. Nếu không nhờ Huynh, sao ta có thể đến đây chứ? Phương Nguyên cười nói. Ánh mắt quỷ thất gia nhìn Phương Nguyên lập tức trở nên hòa hoãn rất nhiều. Không sai. Ông ta dành nhiệm vụ cuối cùng là vì miếu minh thần chứ không phải vì ông ta. Nhưng đúng như Phương Nguyên nói, mọi người có thể đến đây quan trọng là nhờ miếu minh thần công lao như vậy y thật sự xứng đáng có được miếu minh thần vẫn từ chối nhưng phương nguyên lại dốc hết sức kiên trì miếu minh thần bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận một lát sau tất cả đều chọn nhiệm vụ xong bi công đức bắn ra cột sáng trùng thiên cổ tiên từng người bước vào cột sáng nhanh chóng được truyền tống ra ngoài biến mất ngay tại chỗ phương nguyên chỉ cảm thấy tầm mắt thay đổi chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến một hải đảo xa lạ. Ta là cổ tiên bác chuyển nhưng đi công đức truyền tống lại không tốn sức chút nào. Nó giống như hạch tâm của động thiên, rất có ảo diệu, quả nhiên không hổ danh là thủ bút của nhạc thổ tiên tôn. Đối với những nhiệm vụ này, hắn có phỏng đoán tương tự với miếu minh thần. Đương nhiên, nhưng lại nhiệm vụ kia cũng không phải phương nguyên khiêm tốn, mà là một sự thăm dò đối với miếu minh thần. Sau khi đám người phương nguyên đi rồi, chỉ còn lại miếu minh thần và quỷ thất gia quỷ thất ngươi đấy miếu minh thần thở dài quỷ thất gia bái một cái xin đại nhân thứ tội ngươi có tội gì chứ chỉ là ngươi đã quá coi thường sở doanh rồi hắn là người tử trận đầu tiên trong huyễn cảnh ngươi cho rằng bản lĩnh của hắn không tốt sao miếu minh thần lắc đầu đại nhân chẳng lẽ ngài cho rằng sở doanh thâm tàn bất lộ sao miếu minh thần lại lắc đầu ta cũng không nhìn ra được điều gì. Khả năng hắn che giấu thực lực không lớn. Chỉ là trong hoàn cảnh xa lạ này, chúng ta nên đoàn kết, tận lực phòng ngừa nội đấu. Vâng, tại hạ hiểu rồi. Dựa theo thủ đoạn điều tra của Phương Nguyên, hải đảo trước mắt hắn gần như không có bí mật nào. Hắn nhận thấy hải đảo được bia công đức truyền tống đến vô cùng bình thường. Sản vật trên đảo nhỏ không nhiều, có một làng chài trú đóng, còn có một số người sinh sống. Có làng chài, tất nhiên sẽ có nguyên tuyền đương nhiên cũng sẽ có cổ sư nhưng dựa theo hoàn cảnh cằn cỗi và nhân khẩu như thế này có được cổ sư tứ chuyển là cao rồi lần này phương nguyên tiếp nhận nhiệm vụ thu thập dầu đen cống ngầm dưới đáy biển quả nhiên trong quá trình điều tra của hắn hắn rất nhanh phát hiện mép đảo có dấu hiệu tràn dầu đen ra ngoài đổi lại các cổ tiên khác bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức thu thập dầu đen dưới biển phương nguyên không dự định làm như vậy nhưng phương nguyên cũng không tính làm như vậy khi nhìn thấy bia công đức lần đầu tiên hắn đã bắt đầu phỏng đoán dụng ý của nhạc thổ tiên tôn ẩn hình biệt tích tiến vào làng chài nhân khẩu của thôn này không nhiều cổ sư cũng chỉ có năm sáu người tu vi cao nhất là một vị cổ sư tam chuyển không thể sánh bằng với sơn trại cổ nguyệt núi thanh bao năm đó chung quanh sơn trại cổ nguyệt có gần 10 thôn trang phụ thuộc phương nguyên trực tiếp tìm đến cổ sư tam chuyển duy nhất trong thôn đây là một ông cụ làn da xanh xao mặt mũi nhăn nheo từ xưng hô của người khác đã tiết lộ thân phận thôn trưởng của ông phương nguyên khá hài lòng quyền cao chức trọng tuổi tác khá cao biết mọi thứ tất nhiên là không ít sư hồn phương nguyên sử dụng thủ đoạn tiên gia bí mật của lão thôn trưởng lập tức bị bại lộ chỉ trong nháy mắt phương nguyên nhận được rất nhiều tin tức cực kỳ xác thực giống như hắn đã đoán thôn trang nhỏ này rất bình thường. Thôn trang nhỏ giống như thế, chung quanh hải đảo có không ít. Làng chài nhỏ này xem ra không cất giấu điều gì kỳ quặc. Phương Nguyên tìm hiểu xong, lặng lẽ rời đi. Lão thôn trưởng chỉ cảm thấy hoảng hốt một chút. Sau khi hơi kinh ngạc, ông lại đi làm chuyện của mình. Thủ đoạn sư hồn của Phương Nguyên, đối mặt với cổ sư phàm nhân, thực sự cao hơn rất nhiều. Phương Nguyên âm thầm rời khỏi hải đảo, bay về phía hải đảo xung quanh nhưng cảnh tượng trước đó trên tấm bia công đức lại một lần nữa trình diễn trên người phương nguyên. Cho dù hắn nhìn thấy có một hòn đảo nhỏ nhô lên khỏi mặt biển, nhưng mặt cho hắn phi hành như thế nào, khoảng cách giữa hai bên không cách nào rút ngắn. Phương Nguyên thử đủ mọi cách vẫn tốn công vô ích. Trước kia nhạc thổ tiên tôn tu hành âm đạo, về sau chuyên tu thổ đạo, thủ đoạn chỉ xích thiên nhai này cũng là sở trường của ông ấy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.